Chính phủ Pháp trước đó thông báo rằng lệnh phong tỏa được áp đặt vào cuối tháng 10 nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai sẽ được dỡ bỏ một phần vào ngày 15 tháng 12, bao gồm cả việc mở lại các địa điểm văn hóa. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào số ca nhiễm mới xuống mức 5.000 ca mỗi ngày. Trong tình hình hiện nay, nhiều khả năng Pháp sẽ không thể thực hiện mục tiêu này. Thủ tướng Pháp cho biết nước này sẽ tuân theo kế hoạch đã thông báo trước đó là chấm dứt lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà vào ngày 15 tháng 12 và thay thế bằng lệnh giới nghiêm hàng đêm. Giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 20 giờ tối mỗi ngày, sớm hơn một tiếng so với kế hoạch, được miễn trong đêm Giáng sinh 24 tháng 12, song không được miễn trong đêm giao thừa.